Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Hồ Cá Phát của mình trong ngày hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ hồ suối thác siêu phẩm mới, siêu to, khổng lồ. Và hôm nay mình sẽ test thử bộ hồ siêu to khổng lồ này cho các bạn cùng xem qua. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem bộ hồ suối thác siêu to khổng lồ của mình đây. Đây là bộ hồ suối thác siêu to khổng lồ nha. Đây mình mời xin mời tất cả các bạn xem sơ qua bộ hồ suối thác siêu to khổng lồ của mình phần 2 đây nha. Bộ hồ suối thác siêu to khổng lồ nha các bạn. Màu nước sơn rất là chắc chắn nha các bạn. Cạo không bao giờ chóc nha. Chắc, rất là chắc chắn nha. Các bạn nhìn từ xa nha. Ở dưới đây mình có trang trí những chú cò ở dưới dòng sông nè. Dưới dòng suối thác. Và đây là cũng là bộ hồ suối thác mình được sơn với màu xanh phớt nâu. Trên đây mình sơn một dòng sông trắng này nhé các bạn. Sẽ phun ra được bốn dòng chảy cho các bạn cùng xem luôn. Và đằng sau lưng của bộ hồ suối thác này thì mình đã làm hai cái lỗ bơm nha. Hai cái học bơm. Hai cái học bơm nhé các bạn. Hoạt động một lúc là hai học bơm. Rất là đẹp nha. Và cũng như mọi khi, trước khi bàn giao cho khách thì mình sẽ test thử cho tất cả các bạn cùng xem luôn. Và các bạn hãy cho mình một cái like và một cái đăng ký bên dưới video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng bỏ vào hồ test thử xem nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn thôi.